Bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi qua chỗ cá lóc bay. Cái chỗ cây cầu hồi nãy mình sẽ quẹo qua bên trái. À nhầm rồi, qua cây cầu sắt mình sẽ đi thẳng nha. Khi đến với Cồn Sơn, mọi người sẽ cảm nhận được không khí trong lành mát mẻ ở đây. Đặc biệt là được di chuyển qua những hàng cao cổ thụ xanh tươi rợp bóng mát, mang lại cho mình cảm giác rất yên bình giữa một vùng quê. Mát quá. Ui cá. Đi thẳng xuống hướng này mình sẽ đến cá lóc bay. Cá lóc bay Tính Hòa. Ở đây đang trồng cao dừa luôn. Một hàng dừa luôn. Cảnh đẹp ghê. Tôi sẽ đi theo đường này để đến cá lóc bay. Bên đây cảnh đẹp đó. Bên đây cảnh đã. Đường xuống cá lóc bay thiệt là xa. Còn 100 mét nữa mới đến. Người ta đắp đất vô để người ta làm cái đường lớn hơn. Vài tháng nữa bạn đi nó sẽ khác hơn bây giờ. Ở đây là trái cây sum sê luôn. Wow, có nguyên một vườn lá sen luôn kìa. Đã vậy. Đẹp ghê. Ở phía dưới có một cái chòi nhỏ. Xuống đó ngồi ăn chắc mát lắm luôn á. Ồ, có đường cà tài tử. Tới có lóc bay rồi. Đi thẳng vô đây xin mua vé. Hơi đẹp ghê ha. Di chuyển vào đây mọi người sẽ thấy những cái nhà nhỏ xinh xinh được lợp bằng lá. Ủa, đẹp ghê. Hình như đây. Dạ. Có đồ mũi nhẹ. Giá vào cá lóc bay sẽ là 20.000 một người. Ơ lộn, 30.000 chứ. 30.000 một người. Cho mấy. Mình đến đây vừa đúng lúc cá lóc đang bay luôn. Mọi người có thấy chú kia không? À, chú kia đang cầm một cái thùng chứa đầy thức ăn, một cái đĩa để rải thức ăn cho cá. Mọi người chuẩn bị tập trung nha. À, chú ý vào cái ô lưới, chú sẽ thải thức ăn vào cái ô lưới. Ồ, nó bay lên bờ luôn. Bây giờ mình di chuyển qua bên kia. Dạ, bữa ở đây không không có nằm trong danh sách. Rồi, đâu mình sẽ di chuyển qua phía bên kia. Qua bên đó mình xem đàn cái đó. Đây có vườn lan đẹp quá. Đẹp ghê.
Bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển qua một cái ô lưới khác để xem cá trê lửa nha. Cá trê lửa ở đây rất là to luôn á. Cá trê lửa có lóc mà. À, em coi lóc ngay mà ở đây là ở quê em đó hả? Đâu rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị nha, còn ai không? Nhanh chân lên, nhanh chân lên. Rồi. Nhanh chân lên, bây giờ là bước đầu tiên là mình xem trong ô lưới trước nha. Chuẩn bị 1, 2, 3. À, bây giờ đặc biệt là nhìn lại đằng này xem con cá chê lửa nè. À, xích lại đằng này chút, xích lại đằng này chút. À, rồi, đâu rồi. Cá chê lửa. À, con cá chê lửa nghe. Đâu, cá chê lửa sẽ xuất hiện nè. 2, 3, đã lóc bài lên. Cá chê lửa đâu? Vô coi. Ôi. Con cá chê lửa. Bự ghê vậy. Cá chê lửa rất là to. Ôi, dễ thương ha. Rồi, xem lại trong ô bay. Trong ô bay nè. Đây nữa hả? Trong ô cá lóc bay nha. 1 2 3. Rồi. Wow. Hello em. Hello chị. Rồi, và bây giờ tới phía ngoài. Tới phía ngoài là tới những con cá chê lửa nha. Cá lóc ở ngoài cũng bay luôn nha. Để điện thoại gần xuống cho nó bay lên, nó cắn cái điện thoại trên ha. Hai, ba, bay. Đó. Quá trời cá chê lửa. Quá trời. Wow. Bingo. Rồi, bây giờ mời đầu mình di chuyển tiếp tục theo tôi ạ. À. Ra ngoài này mình xem nữa. Đi. Cá chê lửa nó bự ghê chú. Nó hỏi cá lóc lửa, cá chê lửa sao không phun lửa rồi chú? Ờ, nó chưa có bay lên, chừng nào nó bay lên nó mới phun lửa. Nó bự quá, nó bay không nổi. Qua bên đây là ổi sa vị nha. Rồi, qua bên đây luôn. Qua bên đây luôn. Rồi cho cá này vô dưỡng luôn. Rồi bây giờ mọi người mình sẽ di chuyển về bên đây ha. Rồi chọn vị trí thích hợp nha. Và ở đây có một điểm đặc biệt là con cá lóc nó sẽ bay vô trong cái ô này luôn. À, nó bay vô cái vỏ cái lọ cái ô lưới này ha. À, nó bay vô cái vũng này. Rồi bây giờ thì trước tiên thì mình xem trong cá lóc bay trong lưới trước nha, trong ô lưới trước. 1 2 3. Bay. Đâu rồi, tập trung, bình tĩnh. À, cho mấy con bay vô cái lỗ này chơi coi. Hả? À, để rồi, cho nó bay vô cái lỗ này luôn nha. Là 2, 3, bay, trời ơi, vô một người luôn. Trời, nó bay vô đục nước luôn. Rồi, xem lại trong ô lưới. Rồi, chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi, bây giờ đâu mình sẽ di chuyển qua bên kia ạ. Mình xem một ô bay nữa và bên người bay kế bên nữa. Rồi. Mình sẽ qua bên đó mình xem biểu diễn người bay. Rồi. Người bay à. Rồi bay rồi. Đi thở lên đó. Cá này
đâu chứ. Đang khách đang ăn uống thì sao đó, nãy giờ đang kêu là nướng luôn. Đang bắt đó. Cá này hả? Đang nướng. We should do this one first. Nè mình bắt sẵn lựa mấy cái ngon mình trọng lời sẵn. Còn cái nào ốm đó gì thả ở đây cho nó ăn tiếp cho nó mập lại. Which one we doing? Rồi, bây giờ mình xem trong lưới. Rồi. Yeah. Rồi, 1, 2, 3. Wow. Không được. À đây. Đây mình đang đang đổ con này. Cái tê lửa. Tê lửa. Cá ở đây nó to ghê luôn. Cá này bự. Mấy cá trê lửa đó mấy bự. Cá trê khổng lồ. Ở đây chúng ta có thể trải nghiệm đi cầu tre thật. Thật sự đi cầu tre rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Tại vì mình là người con của miền Tây, người con của Bến Tre. Không biết đi cầu tre quả là một điều thiếu sót. Ở đây có nguyên một cái đầm sen. Ở đây thì người ta trồng rất là nhiều ổi. Mình có vú sữa này. Mít trái chưa chín. Vú sữa đây. Đây trồng cái gì cũng tốt hết đó. Cái cây bưởi nữa. Vú sữa quá đời trái luôn. Ở đây thực sự rất là mát mẻ. Xung quanh là hai bên cây, trái cây rất là nhiều. Ổi, vú sữa, bưởi nữa. Rất là nhiều luôn á. À, cây cá đây đang nuôi nè. Cá đây là cá nhỏ. Thường mấy con lớn người ta sẽ đem qua mấy cái hồ ở phía trước. Wow.
Ở đây cũng có cái dịch vụ ăn uống như là bánh xèo, cá lóc nướng. Cá lóc nướng người ta sẽ bắt những cá dưới mương này lên nướng luôn. Các bạn vô đây ăn có thể kêu lên, kêu ngồi và ngồi ăn. Đặc biệt vô đây là không được bẻ trái cây đâu nha. Đấy là bị phạt đó. Thôi tạm biệt Cồn Sơn, tạm biệt mọi người, mình về đây. Cảm ơn những điều tốt đẹp mà Cồn Sơn đã mang lại cho những du khách đã đến đây.